Xin chào anh em. Ôi dồi ôi, lại là em quê đây các bác ạ. Ngày hôm nay thì ở khu vực đường này, khoảng hơn tháng trước em quay thì khu đường này vẫn còn xấu lắm chú nhỉ. Đấy, hôm nay là đường đẹp, đường rộng rồi. Đấy, có view đẹp, bán trái cây này. Đấy, ngày hôm nay em đi quay cho các bác thêm món ẩm thực nữa. Đây, quay cho các bác sương sương cái khu chợ ở khu vực phố kép Lục Ngạn đây các bác ạ. Đấy, khu chợ này thì rộng lắm, rơi vào tận đi lên tận thẳng trên kia cơ các bác ạ. Đấy, dọc cái khu phố này toàn đồ ăn với lại bán trái cây thôi. Đấy, các hàng thì phát triển luôn. Đấy, hôm nay lại đi quay chơi chơi các bác vịt nướng các bác ạ. Đấy, trong thời gian phát vịt nướng, chờ vịt nướng thì cho các bác xem. Đấy, bác chủ quán bác ấy làm cái đây là món thịt heo phải không chú? Thịt heo, heo nướng. Này, một xiên này thì bây giờ bao tiền rồi chú? Dạo này heo tăng giá này. 120. 120 một xiên này. Vâng. 120 một cân à? 1 cân là 1 xiên. À, 1 cân là 1 xiên. Cái này hình như chú chỉ bán chiều chú nhỉ? Vâng. Đây có đủ món này, mè này. À. Gần đủ một mâm. Vâng, gần đủ một mâm. Đấy, nhà chú gần đây không chú? Nhà quán của bà ở đấy. Nhà quán của bà đây à? Dạo này bán có chạy vịt không chú? Có đắt khách không ạ? Tùy theo từng hôm. Nói chung là ngày chục con, hơn chục con, 15 vâng. con. Một buổi chiều đều có bán được khoảng 2-3 cân thịt nướng đây không chú? Chắc được khoảng 2 cân. Khoảng 2 cân. Thế thôi nhỉ chú nhỉ? 2 cân cơ là chứ... được chục con vịt. Vâng. Năm nay mọi người cũng... không biết này. Vâng. Cũng gọi là ít ăn uống nhỉ, giảm chi tiêu. Dạo này cháu thấy hình như là thu giảm, có một vài hàng vịt không mở đây sao nhỉ? Không bán được. Không bán được. Hàng nào mà không bán được là lách ngay. Rồi, không cạnh tranh nổi. Không trụ được. Các bạn còn phải khách quen, với lại do quen miệng nữa. Ăn ngon thì quay lại, còn không ngon thì không quay lại. Vâng. Đấy, trời ơi. Đoạn này bây giờ làm đường đẹp lên, nhìn view bán hàng nhìn sạch sẽ hẳn chú nhỉ. Nhìn lần trước toàn bụi này. Sợ thật. Nhiều ấy. 2 4 6 đấy, mới được 6 con vịt, còn thiếu 4 con nữa là chọn buổi hôm nay đấy. Tí nữa mới cho lên. Vâng. Mè này là mình có gia vị chưa chú, hay là mình tí nữa về với nướng? Có hết rồi. Có hết rồi. Cái này nướng bán luôn tụi mình. Vâng. Cái này bây giờ ở đây có chỗ đón công nhân đi về nhiều nhỉ chú nhỉ? Đây. Chứ về đón công nhân xong là Đón đi đón về xong là mua hàng về ăn đêm. Đẹp, chiều, các kiểu mà tiện mình mua về ăn luôn, ăn sẵn đấy nhỉ chú nhỉ. Không phải chế biến, bây giờ cũng nhiều món hình thức ăn tốt hơn. Nếu mà khách mà có khách mà là đang bận thì cái là chạy ra đây là được. Vâng. Một mâm luôn rồi. Vâng, có đủ món. Làm mấy món rau cỏ bớt. Vâng. Ok. Có mè, thịt heo này, thịt vịt băm nó là vừa đẹp vừa ưng, vừa xinh luôn. Thế vịt dạo này có tăng giá không chú? Vịt giảm một tí. Lại giảm à? Giảm thì mình ắt to lên. À. Nghĩa là trước 50 thì mình bắt chỉ 2 cân rưỡi thôi. À, bây giờ là 45-40 thì con vịt 3 cân. 3 cân. Này, chả đấy, cháu thấy con vịt to này, nhìn khác hẳn, to hẳn so với các con khác này. Con này chắc phải 3 cân chứ nhỉ? Dạo trước cháu thấy có một hàng mà quay chum ở đây nữa mà. Chum ở bên kia. À bên kia. Bỏ rồi. Không ăn được. Tự bỏ.
nên là vẫn không trụ nổi. Giờ quay này có cái máy quay xích này cuộn tiện chứ nhỉ, cứ thế quay thôi, không cần phải vất vả nhiều. Có thể mình quay mình phải chùi mỡ đi chú. Vâng. Được cái thịt vịt này chú chắc cũng thịt nhanh, chứ bây giờ mà thịt vịt lâu thì có mà. Như cháu mà thịt vịt phải hàng tiếng, không được một con. Có máy móc. Máy vặt lông hả chú? Nhưng mà vặt lông thì chắc vào trong vẫn phải vặt lại tay chứ. Vặt lại tay em đỡ đi thôi. Vâng. Nó vặt gần như là được 80% rồi. Còn cái lông nhỏ. Chứ mà thịt vịt vặt tay thì có mà chắc đến tháp Napoleon không được mấy con để bán chứ nhỉ. Nhìn lông vịt thì nó lông tơ nhiều. À đây là gà chú nhỉ? Từ nãy giờ ở đấy gà. Đây chả đủ món luôn. Vịt này, gà này, thịt heo lướng này mà lướng này. Vâng. Cái này chắc một tí nữa chiều công nhân chuẩn bị đi làm ra mua với nhiều chú nhỉ? Đi làm và công nhân mua nhiều hơn. Đấy. Vâng. 5 giờ 5 rưỡi. Vâng. Người ta mới ăn. Mà lướng bằng than củi này là ngon chú nhỉ? Than củi này nướng ngon hơn là nướng bếp điện. Vâng. Vâng. Ở đây mấy hôm nay cháu thấy mấy cái hàng mà hoa quả đây hình như cũng nghỉ gần hết rồi nhỉ chú nhỉ? Nghỉ rồi. Không bán được mấy. Căn bản là mùa này cũng là ở quê mình cũng hoa quả nhiều, cam với bưởi nhiều. Chỉ có ăn mấy món như là dưa leo hay là dưa hấu gì đó để khác món thôi. Cái này chú quay đến Tết thì quay đến 30 Tết không chú, hay quay đến hai mấy Tết là nghỉ thôi? Chú quay đến chắc là tầm 28. Vâng. Hôm nay tháng thiếu rồi, 28. Vâng. Tháng đủ rồi, 29. Ây chà, cũng căng ghê nhỉ. Đấy, năm nay cháu hy vọng là 29 Tết qua đây gặp chú buổi trưa. Nhưng mà trưa 29 Tết chú quay không? Quay à? 29 Tết chú bán đào quất đấy luôn. Bán cả ngày luôn à? Bán đào quất luôn. Cả đào cả quất luôn. Năm ngoái cháu cũng làm 29, trưa 29 được vả. À nó trưa 30 chứ, không phải trưa 29, trưa 30. Chú 26 Tết là mang đào này, quất này. Vâng. Vịt quay này, đấy. Hoa quả này, nghĩa là đầy đủ hết. Năm ngoái cháu bán đúng đến trưa 30 về đấy, đường vắng tanh rồi. Các bạn mọi người lúc bây giờ về chuẩn bị Tết tuần ngày 29 vẫn full bán cả ngày. Năm nay chắc chỉ đến ngày 28 thôi. 28 rồi ạ. Nếu bịt đến ngày 28 rồi. Còn lại là chuyển qua bán đào quất phải không chú? Đào quất. Bây giờ ở dãy phố lại phát triển rồi chú nhỉ? Ừ. Nhà mọc lên nhiều, bán đồ nhiều. Đấy, đứng quay từ nãy giờ chưa đấy cô chú nó đến mua vịt. Cái này gọi là túc tắc, có nhà vâng. Nó ăn sớm thì nó mới đi đây. Vâng. Tầm 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ. Vâng. Thực tế 4 giờ chưa đến. Vâng. 4 giờ. Ủa đấy, chưa đã ngửi đến mùi thịt heo nướng rồi. Bình thường ở đây các chú còn cho cả dịch vụ trông xe đây này nhỉ, trông xe công nhân. Tương lai là kinh tế mà có ở Lục Ngạn mà có công ty nó vừa đẹp với chú nhỉ. À bây giờ có rồi, có công ty may rồi. May rồi, những công ty. Vâng. Bây giờ đang mở, chuẩn bị nó mở cái đường xăng. À cái đường đằng sau đây có đường à? Ừ. Thế là chạy dọc đến đâu nhỉ? Chạy lên tận bên ủy ban bên kia rồi. À. Đặc là có một đường chéo. Một đường nó mở từ cái đít xe kia. À, đít xe kia. Có hai cái bàn. Vâng. Xong là chạy lên cái ủy ban xã Hồng Giang.
Vâng. Ê, thì tương lai phát triển rồi chú nhỉ. Nhưng mà mở lên đấy thì có mở công ty may không hay là chỉ mở cái đường lên đấy chơi chơi thôi chú? À, cái kiểu mà tính mở bán lô ấy ạ. À? Vâng. Thế là chạy đấy chú nhỉ. Tương lai ai có đất ở đấy là giàu đấy. Nhưng mà đất đấy thì không gì là thu hồi hết rồi. À, nhưng mà bán đi là hết nhỉ. Bán là hết. Chỉ có đất để lại thì còn mãi thôi. Đây các bác ạ, vừa quay video cho các bác xem vịt, vừa chém gió chơi chơi với chú này, nhưng mà khách vẫn chưa đến để xem chú chặt vịt. Nếu mọi người nhớ thì chú hôm bữa cũng đã lên video rồi, nhưng mà hôm ấy mặt thấy chưa nhiều, hôm ấy đường chỗ này chật quá. Đây làm đường đẹp thì được rồi. Vâng. Đấy, cảm ơn anh. Quay hơi sớm. Vâng, quay hơi sớm nha chú nhỉ. Cảm ơn các bác đã xem hết video này nhá. Còn bây giờ em kết thúc video của em để em đi làm công việc tiếp đây. Đấy, anh em thèm vịt thì cứ vào đây xem thôi. Ui, cái quả này mà đêm mùa đông hay xem nóng đá xé con này ăn chú nhỉ. Rồi thì có phê. Gà kia mà xé là tuyệt vời đấy. Kiểu mà phải có lò nướng xong vừa xem bóng đá vừa nướng nóng nóng này xong ra xé này, thích nhỉ. Món này xem hoặc là 30 Tết chuẩn bị đón giao thừa chú nhỉ, ngồi cả nhà xem táo quân xé là tuyệt vời đấy, đúng hợp khẩu vị. Cảm ơn anh em đã xem nhá, đừng quên rộng lượng cho em quê xin một lượt follow, một lượt tim nhá.